Sáng nay tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, Sở Công Thương thành phố tổ chức lễ phát động chương trình thanh toán không dùng tiền mặt với gần 1.000 sinh viên tham dự. Đây là buổi phát động đầu tiên thực hiện chương trình thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 102 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia, phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Khi tham gia chương trình này, sinh viên được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNPT Money để thanh toán chi phí trong học tập sinh hoạt hàng ngày, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Sau trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Sở Công Thương và VNPT Cần Thơ sẽ tiếp tục phát động chương trình thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố.